Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Đồng hành cùng quý vị ngày hôm nay, tôi là Phương Anh. Còn tôi là Kim Yến và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý. Liên tiếp những ngày qua, Đồng Tháp ghi nhận 148 trường hợp nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, trong đó có nhiều người đã ăn bánh mì tại cùng một cơ sở trên địa bàn. Mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, nhiều gia đình đã quyết định vẽ và sơn ngôi sao vàng năm cánh trên mái tạo thành hình cờ Tổ quốc Việt Nam. Môi giới bất động sản bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề và các điều kiện liên quan chặt chẽ hơn trước. Và cũng chính vì vậy nhiều người đã gian dối tìm mọi cách để có chứng chỉ. Hàn Quốc đã triển khai chó nghiệp vụ để đánh hơi dẹp hút máu tại sân bay quốc tế Incheon nhằm giảm nguy cơ xâm nhập của dẹp. Thưa quý vị, Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, thường gọi là vi khuẩn ăn thịt người, với biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, diễn biến bán cấp tính gây tổn thương nhiều cơ quan. Whitmore là căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong từ 40 đến 60%. Trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể tử vong trong vòng 1 tuần kể từ khi phát bệnh. Đáng nói, các bệnh nhân đang điều trị đều cao tuổi, có bệnh lý nền nhiễm bệnh Whitmore tổn thương nghiêm trọng. 4 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore đang điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Bãi Cháy diễn biến bán cấp tính gây tổn thương đa cơ quan, làm suy yếu hệ miễn dịch như nhiễm khuẩn huyết, áp xe gan, áp xe cẳng chân, viêm màng não. Điển hình là bệnh nhân 67 tuổi trú tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh có tiền sử bệnh đa ô tủy xương tăng huyết áp. Bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện tuyến trên về điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do vi khuẩn Whitmore, có ổ di trú viêm phổi. Bệnh nhân đã được điều trị theo phác đồ kết hợp não viêm. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 62 tuổi, trú tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có tiền sử đái tháo đường, nhập viện trong tình trạng sốt, gai rét, đau mỏi người, sưng đau phần mềm cẳng chân trái có mủ, hội chứng nhiễm trùng rõ. Các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết áp xe cẳng chân do vi khuẩn Whitmore trên nền đái tháo đường và cho điều trị bằng kháng sinh dẫn lưu ổ áp xe tại cẳng chân. Các bác sĩ cho biết bệnh Whitmore có tỷ lệ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời. Những người có bệnh nền như là đái tháo đường, suy thận, bệnh gan, bệnh phổi mãn tính, người suy giảm miễn dịch có nguy cơ cao mắc bệnh. Bệnh lại diễn biến thầm lặng nên đa số bệnh nhân đến bệnh viện đã tổn thương rất nhiều cơ quan. Trong thời kỳ ủ bệnh, đối với căn bệnh này từ 1 đến 21 ngày có thể kéo dài và khó chẩn đoán và hiện nay thì chưa có vaccine phòng bệnh. Thông tin từ Sở Y tế Đồng Tháp, từ ngày 8 đến 12 tháng 8, tỉnh này có 148 người phải nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, trong đó có nhiều người đã ăn bánh mì, mua tại cơ sở bánh mì nổi tiếng ở địa phương. Ngành Y tế Đồng Tháp đã tạm đình chỉ hoạt động cơ sở bánh mì, nghi ngờ gây ngộ độc và tiếp tục điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định. Tính đến 13 giờ ngày 12 tháng 8, tổng số trường hợp nhập viện do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm là 148 người. Đa số đã ăn bánh mì thịt của một cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12, chi nhánh thành phố Hồng Ngự. Hiện có 44 người đã xuất viện, 4 người chuyển viện theo yêu cầu, còn 100 người đang điều trị. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương có hợp đồng với cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 mua bánh mì thịt cho nhân viên ăn lúc tăng ca hàng ngày. Tổng cộng có 30 người ăn ca tối. Ngày 7 tháng 8, có 20 công nhân lần lượt nhập viện với các triệu chứng lâm sàng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 8, có thêm nhiều người dân trong và ngoài thành phố Hồng Ngự nhập viện với các triệu chứng nghi bị ngộ độc. Đa số người dân nhập viện cho biết đã ăn bánh mì mua tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12. Cửa hàng bánh mì Hồng Ngọc 12 đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm đóng cửa để phục vụ cho công tác điều tra. Cùng với đó, ngành y tế đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đồng thời cũng tiếp tục điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc. Trước đó, theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, qua kiểm tra xét nghiệm nhanh phát hiện có 11 trên 21 mẫu rau xanh trong bánh mì tại các cửa hàng ở Nha Trang dương tính với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Chân gà là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người nên nhu cầu sử dụng rất lớn. Và thật may mắn cho nhiều gia đình khi mà không phải sử dụng chân gà bẩn đang trên đường đi tiêu thụ.
Đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ hai vụ kinh doanh vận chuyển chân gà không rõ nguồn gốc, thu giữ 1,9 tấn hàng vi phạm. Cụ thể, khi kiểm tra đột xuất một lô hàng là bao tải dứa màu trắng được phủ bạt xanh đang để trên đường giao thông, đoạn thuộc bản Sơn Bình, xã Malifor, huyện Phong Thổ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 30 bao tải này là chân gà đã qua chế biến, không có nhãn hàng hóa, không có thông tin căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Tổng trọng lượng 930 kg, ước tính giá trị khoảng hơn 23 triệu đồng. Còn tại thị trấn Phong Thổ, đội quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng công an tỉnh Lai Châu tiến hành khám xe tải mang biển kiểm soát 24H01844. Qua đó phát hiện trên thùng xe tải hàng hóa gồm 1 tấn chân gà đã qua chế biến, đựng trong 36 bao tải dứa đang chảy nước và bốc mùi hôi thối. Số hàng trên trị giá hàng hóa ước tính là khoảng 25 triệu đồng. Qua kiểm tra trên bao tải chứa đựng hàng hóa không có nhãn hàng hóa, không có thông tin căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Thưa quý vị, vào sáng ngày 13 tháng 8 trên địa bàn phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ cháy lớn, khói lửa bao trùm lầu một tòa nhà 5 tầng có người nước ngoài thuê ở, nhiều nạn nhân đã phải chạy lên tầng thượng kêu cứu. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức đã phối hợp với công an phường Thảo Điền giải cứu các cư dân bị mắc kẹt, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà 4 tầng trên địa bàn. Cụ thể, vụ cháy được cho là xảy ra vào lúc hơn 8 giờ, khói lửa phát ra từ phòng ngủ ở lầu một căn hộ dịch vụ, chia 12 phòng cho thuê. Thời điểm cháy, trong tòa nhà có 15 người, gồm có 9 người nước ngoài. Họ hô hoán dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành nên chạy thoát ra ngoài bằng thang bộ. Một số người ở tầng trên chạy lên tầng thượng kêu cứu nhằm thoát khỏi đám cháy đang bùng lên dữ dội, khói đen bốc ngùn ngụt. Nhiều xe chữa cháy cùng khoảng 20 chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Linh cứu hỏa kéo vòi rồng dập lửa ở lầu 1, sau đó tiếp cận 8 người ở tầng thượng hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Thảo Điền cho biết hỏa hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi nhiều đồ đạc của tòa nhà và nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Ngày 13 tháng 8, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã lấy lời khai Trần Văn Nhất, 31 tuổi, quê Hà Nam, là tài xế xe tải đông lạnh, nghi phạm trong vụ án hiếp dâm cô gái 24 tuổi tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước đó, nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái 24 tuổi trong đêm vắng, lực lượng công an đã mật phục bắt giữ trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Theo đó, clip ghi cảnh đối tượng Nhất điều khiển xe tải chạy hướng Vũng Tàu đi Thành phố Hồ Chí Minh, khi tới trạm thu phí trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thì bị các chiến sĩ công an của hai địa phương đã phối hợp đón lõng và bắt giữ Nhất. Trước đó, đêm 10 tháng 8, cô gái 24 tuổi, quê Kiên Giang, chạy xe máy hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bà Rịa Vũng Tàu. Khoảng 1 giờ ngày 11 tháng 8, chị chạy đến khu vực đồi Cừu, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. Lúc này, Nhất điều khiển xe đông lạnh chạy phía sau. Lợi dụng đêm vắng, Nhất điều khiển xe vượt lên trên chặn đầu xe máy. Sau đó, xuống xe uy hiếp, chị dùng xe máy chở vào khu vực vắng người rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, Nhất tiếp tục yêu cầu nạn nhân dùng xe máy chở mình quay lại xe đông lạnh rồi lái xe bỏ đi. Nhận tin trình báo của nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Công an xã Suối Nghệ xác minh điều tra vụ việc. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Đức đã xác định nghi phạm là Trần Văn Nhất nên phối hợp bắt giữ khi Nhất đang điều khiển xe trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, một số bạn trẻ quyết định vẽ và sơn ngôi sao vàng 5 cánh trên mái nhà lợp tôn đỏ, tạo thành hình cờ Tổ quốc Việt Nam. Nhiều người dân ở khắp Việt Nam đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Nhiều người còn cho biết đang chuẩn bị thực hiện bức vẽ lên mái ngói và thậm chí là mái lợp fibro xi măng của gia đình. Những ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục lan truyền những hình ảnh về lá cờ Việt Nam trên các mái nhà bằng tôn. Những ảnh hay là video này thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người không chỉ để lại những bình luận thể hiện lòng yêu nước, tự hào mà còn hăng hái rủ nhau tham gia, biến nó thành một hiện tượng trên không gian số. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân ở nhiều tỉnh thành khắp cả nước hưởng ứng trào lưu này rất sôi nổi như một hành động nhỏ đầy ý nghĩa, đón mừng lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024.
ý tưởng vẽ lá cờ Tổ quốc lên mái nhà xuất hiện trên mạng xã hội từ cuối tháng 7 và sau đó được lan rộng. Nhiều gia đình tận dụng luôn mái tôn màu đỏ sẵn có, dùng thước dây đo và vẽ hình ngôi sao, rồi sơn màu vàng kín hình ngôi sao này là hoàn thành quốc kỳ. Với mái nhà không dùng tôn đỏ, những gia chủ sẵn sàng vẽ kín phần mái hình ảnh lá cờ Tổ quốc với nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh. Không ít người còn thể hiện bức vẽ lên mái ngói, mái lợp fibro xi măng, thậm chí là cửa cuốn. Điều mà cư dân mạng luôn nhắc nhở nhau khi hưởng ứng trào lưu, biến mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc, đó là phải chú ý giữ an toàn khi leo lên mái nhà. Chỉ nên thực hiện trong những ngày thời tiết nắng đẹp, tránh những ngày trời mưa, mái nhà có thể bị rêu mốc gây trơn trượt nguy hiểm. Cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Hàn Quốc đã triển khai chó nghiệp vụ để đánh hơi dẹp hút máu tại sân bay quốc tế Incheon. Hoạt động này nhằm giảm nguy cơ xâm nhập của dẹp khi các vận động viên và người hâm mộ trở về từ Thế vận hội Paris. Chú chó Beagle 2 tuổi là chú chó đầu tiên và duy nhất cho đến nay được huấn luyện ở Hàn Quốc để phát hiện mùi pheromone, một loại hóa chất do dẹp tiết ra. Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai chiến dịch này vào ngày 9 tháng 8 khi nhiều vận động viên bắt đầu đến Paris và tham gia vào Thế vận hội Paris. Đội phòng chống dẹp này sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 8 tháng 9, thời điểm các vận động viên bắt đầu về nước từ Paris. Giới chức sân bay cũng đang tăng tần suất khử trùng trên các chuyến bay từ Paris đến Incheon lên một lần mỗi tuần so với tần suất một lần mỗi tháng theo thông thường. Cơ quan kiểm dịch tại sân bay cũng trong trạng thái sẵn sàng nếu phát hiện ổ dẹp. Hàn Quốc từng trải qua một cơn khủng hoảng dẹp với quy mô toàn quốc vào năm 2023, khi các báo cáo về tình trạng dẹp ngày càng nghiêm trọng đối với các căn hộ siêu nhỏ, nhà nghỉ và phòng tắm hơi, buộc giới chức phải mở chiến dịch 4 tuần diệt dẹp. Trong bối cảnh của xung đột với Nga kéo dài, việc hẹn hò trở thành vấn đề lớn đối với phụ nữ Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh con ở Ukraine giảm xuống mức thấp kỷ lục. Chiến sự kéo dài, hàng chục nghìn binh lính Ukraine đã thiệt mạng. Nhiều người khác đang ở tuyến đầu, một số đã bỏ trốn khỏi đất nước để tránh quân địch. Tại nhiều khu vực, không còn nhiều đàn ông Ukraine để phụ nữ có thể hẹn hò. Nhiều phụ nữ Ukraine lo lắng việc hẹn hò với những người lính vì có thể họ gặp vấn đề về tâm lý và nguy cơ hy sinh trên chiến trường. Một số phụ nữ đang phải dùng đến các biện pháp mà họ chưa từng nghĩ đến như là sử dụng ứng dụng hẹn hò hoặc tham gia các buổi hẹn hò tốc độ. Cho các buổi hẹn hò 5 phút, người phụ nữ sẽ ngồi ở những chiếc bàn đánh số, trong khi đàn ông thay phiên nhau nói chuyện. Cho các ứng dụng hẹn hò, hồ sơ của nam giới thường xuất hiện những hình ảnh mặc quân phục hoặc với chân tay giả. Một số phụ nữ Ukraine ra nước ngoài thấy rằng việc hẹn hò với người ngoại quốc còn dễ dàng hơn so với trong nước. Năm 2023, tỷ lệ kết hôn và sinh con tại Ukraine đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Thưa quý vị và các bạn, theo luật kinh doanh bất động sản 2014, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới. Ngoài ra, thì cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng cũng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới. Luật kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua cũng quy định môi giới bất động sản bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề và các điều kiện liên quan chặt chẽ hơn trước. Nhu cầu tăng cao và do đó một thời gian qua ở nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng gian lận trong thi chứng chỉ môi giới bất động sản như truyền thông đã phản ánh. Và để hiểu rõ hơn vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay ông Nguyễn Quang Tuyến, chuyên gia pháp luật bất động sản. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, trước tiên thì như chúng tôi cũng đã có đề cập thì luật kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua đã quy định rằng là những người mà hành nghề môi giới bất động sản sẽ bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Vậy thì trước tiên sẽ ông có thể cho biết rõ hơn về quy định cũng như là ý nghĩa của quy định này không ạ? Vâng. Xin chào các bạn xem truyền hình. Trước hết thì chúng ta phải khẳng định là nếu như mà chúng ta muốn một cái lộ trình là xây dựng một cái nghề môi giới bất động sản chuyên nghiệp thì phải có chứng chỉ hành nghề. Cái này thì chúng ta cũng đã quy định ngay từ cái luật
kinh doanh bất động sản đầu tiên là luật kinh doanh bất động sản năm 2006, rồi đến luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và bây giờ là đến luật kinh doanh bất động sản năm 2023. Thì trước hết thì chúng ta thấy rằng đây không phải là một cái quy định mang có tính chất là đặc thù riêng của Việt Nam, mà cái này là cái quy định nó mang tính phổ quát, tức là tất cả các nước trên thế giới mà có cái thị trường bất động sản phát triển thì luật pháp của người ta đều quy định là anh muốn hành nghề môi giới bất động sản thì anh phải có chứng chỉ hành nghề. Cái tại sao lại nghề môi giới bất động sản lại phải có chứng chỉ hành nghề? Bởi vì trong các cái loại hình mà kinh doanh dịch vụ bất động sản ấy, thì môi giới bất động sản đóng vai trò rất là quan trọng. Bởi lẽ là nó là cái nghề mà nó hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy cho thị trường bất động sản phát triển. Nó hỗ trợ ở điểm nào? Tức là nó tìm cái người mua thích hợp đến người bán thích hợp. Sau đó là nó sẽ trợ giúp cho, tư vấn trợ giúp cho hai bên mua bán, tham khảo, rồi đàm phán, rồi ký kết dẫn đến một cái thương vụ môi giới bất động sản thành công. Như vậy, cái vai trò của nghề môi giới rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta không chuyên nghiệp cái nghề môi giới bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, thì thị trường bất động sản khó có khả năng là vận hành công khai minh bạch và phát triển theo cái hướng mà chuyên nghiệp. Cũng vì sự cần thiết phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cộng với việc là hiện nay thì số lượng người làm công việc môi giới bất động sản cũng đang ngày một tăng lên. Và khi mà cái nhu cầu về chứng chỉ hành nghề cao như vậy thì dẫn tới một cái thực trạng mà chúng tôi thấy rằng là ở nhiều địa phương đã có cái vấn đề liên quan tới gian lận trong thi chứng chỉ môi giới bất động sản. Không biết là cá nhân ông nghĩ như thế nào về điều này ạ? Giữa cái nhu cầu của xã hội với cái đáp ứng của các cái cơ quan quản lý nhà nước và các cái cơ sở mà đủ cái điều kiện để chúng ta đào tạo thì nó còn hạn chế. Vì vậy nó dẫn đến cái sự quá tải. Và cũng có nhiều người ấy là với cái mong muốn là có chứng chỉ để người ta có thể hành nghề ngay được, thì không loại trừ trường hợp là người ta dùng các cái biện pháp mà pháp luật không cho phép. Ví dụ như là phóng viên vừa nói, tức là gian dối trong cái việc thi để được cấp cái giấy chứng nhận và cũng có những cái chạy chọt để được cấp chứng chỉ hành nghề. Dạ vâng, như ông cũng đã có vừa chia sẻ thì ở bất kỳ một cái lĩnh vực nào và trong đó có môi giới bất động sản, chúng ta cũng đều cần phải có những cái người làm nghề họ được đào tạo một cách bài bản với những kỹ năng cần thiết. Vậy thì theo ông, với những cá nhân mà họ không đủ điều kiện, không có đủ chứng chỉ cũng như là đủ hiểu biết về thị trường bất động sản mà vẫn hành nghề môi giới thì sẽ để lại những cái hậu quả như thế nào? Vâng, cái hậu quả nhỡn tiền thứ nhất là người ta sẽ gây ra thiệt hại đối với quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Bởi lẽ là người ta không có chứng chỉ hành nghề, tức là người ta không chịu sự quản lý của cái cơ quan nhà nước, cũng như là không tuân theo cái bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người môi giới mà người ta chạy theo cái lợi nhuận. Thứ hai nữa là cái hiểu biết pháp luật rồi các cái kỹ năng của họ thì cũng hạn chế. Như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng mà người ta giúp đỡ khách hàng, và trong nhiều trường hợp thì khách hàng nghe theo thì có khi là tiềm ẩn cái nguy cơ là bị thiệt hại về cái quyền và lợi ích hợp pháp, tiền mất tật mang. Cái thứ hai nữa là nó làm giảm cái hiệu quả của quản lý nhà nước về thị trường bất động sản. Bởi vì có một cái lực lượng mà người ta nằm ngoài cái sự quản lý của nhà nước, người ta hành nghề môi giới một cách tự phát như vậy thì nhà nước không quản lý được. Cái thứ ba nữa là gì? Nó làm cho cái thị trường chỉ số về công khai minh bạch của thị trường bất động sản Việt Nam nó ở thấp. Và thị trường bất động sản Việt Nam thì nó sẽ không vào các cái nhóm gọi là minh bạch hoặc là rất minh bạch, và cái tính nghề nghiệp phát triển công khai minh bạch của thị trường bất động sản thì nó cũng rất bị hạn chế. Và một cái điểm nữa là nó tạo ra cho xã hội một cái tâm lý, một cái cách đánh giá nó cũng không được thiện cảm về những cái nhà môi giới bất động sản. Vấn đề liên quan tới giám sát cũng rất là quan trọng. Vậy thì theo ông, hiện nay thì pháp luật của chúng ta đang quy định là đối với những cái trường hợp như thế nào thì những người mà hành nghề môi giới bất động sản họ sẽ có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề? Vâng, thế thì trước hết thì để được cái chứng chỉ hành nghề ấy, thì đầu tiên là cá nhân người ta phải đến một cái cơ sở mà được Bộ Xây dựng cho phép, tức là cái cơ sở đấy nó đáp ứng được các cái quy định về đội ngũ giáo viên, về hệ thống giáo trình, về cơ sở vật chất để người ta học
theo quy định của pháp luật là người ta học 120 tiết liên quan đến kiến thức pháp luật, liên quan đến kỹ năng. Đấy, sau đó là người ta phải thi. Đấy, thì thi để được cái giấy chứng nhận. Rồi sau đó người ta phải đi đến các cái cơ sở môi giới để người ta hành nghề trong vòng một năm, để sau khi gọi là thực tập. Sau đó thì mới được xem xét để sở xây dựng cấp tỉnh người ta cấp chứng chỉ hành nghề. Thế thì trong cái điều kiện và điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thì trong luật quy định rất rõ. Cái thứ nhất là gì? Anh phải có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự. Thứ hai là sức khỏe tốt. Thứ ba là tốt nghiệp phổ thông trung học. Thì anh mới được xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề. Và trong quá trình cấp chứng chỉ hành nghề thì chúng ta quy định là cái chứng chỉ đấy nó chỉ có giá trị trong vòng 5 năm. Nếu mà sau 5 năm thì anh phải thi sát hạch lại. Đấy, tức là nó tạo ra cái áp lực cho các cái nhà môi giới là luôn luôn phải nâng cao cái trình độ. Chứ không phải có nghĩa là anh cứ được cấp chứng chỉ coi như là anh xong. Và nếu như mà sát hạch lại mà anh không qua thì xin mời anh đi học lại. Thế cái câu chuyện, và trong cái quá trình mà anh hành nghề, anh vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp, thường là quy tắc đạo đức nghề nghiệp, thì cái này do Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam người ta sẽ quy định. Anh phải tuân thủ cái quy tắc đạo đức nghề nghiệp, anh phải tuân thủ các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Thế trong trường hợp mà anh vi phạm như vậy thì anh sẽ bị là thu hồi cái giấy phép hành nghề. Và nếu như mà mức độ mà nghiêm trọng thì anh còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và trong cái trường hợp anh môi giới mà anh gây thiệt hại cho khách hàng thì anh còn phải có cái nghĩa vụ là anh bồi thường cho khách hàng. Và nếu như mà cái mức độ thiệt hại mà nó chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì anh sẽ phải chịu cái sự xử phạt vi phạm hành chính. Dạ vâng ạ, vậy thì ông đánh giá như thế nào về công tác tổ chức việc thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ở các địa phương hiện nay, và liệu rằng chúng ta có cần phải có một cái quy trình bài bản hơn nữa hay không ạ? Trước hết thì chúng ta phải nói rằng là gì, từ cái luật đầu tiên đó là luật kinh doanh bất động sản năm 2006 đến nay thì cái công tác đào tạo để thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thì chúng ta cũng đạt được những cái kết quả nhất định và không thể phủ nhận được. Cái kết quả đấy nó giúp chúng ta hình thành một cái đội ngũ các nhà môi giới bất động sản bắt đầu bước vào con đường chuyên nghiệp. Thì trong cái công tác mà gọi là đào tạo rồi thi sát hạch để cấp chứng chỉ môi giới hành nghề môi giới bất động sản thì nó vẫn còn những cái mà khiến xã hội băn khoăn. Đó là cũng có những cái cơ sở đào tạo thì người ta cũng cái chất lượng đào tạo thì nó cũng ở một cái mức độ nhất định. Ví dụ như là cái về mặt thực tế, về mặt giấy tờ thì quy định của pháp luật là phải là 100 tiết, bao gồm là đào tạo về mặt pháp luật, về kỹ năng rồi vân vân. Thế nhưng mà cũng trên thực tế cũng có cơ sở là người ta rút ngắn. Đấy, tức là nó chạy theo cái tính hình thức. Cái thứ hai nữa là cái nhu cầu. Chúng ta thấy rằng xã hội thì nhu cầu rất lớn. Người dân muốn có chứng chỉ để thi cấp chứng chỉ, cho nên cũng không loại trừ có những cái hành vi. Đấy, là ở một số cái tổ chức cá nhân là cũng có những cái mà chạy theo lợi nhuận rồi là tiêu cực. Cho nên rồi cái đánh giá, rồi kể cả cái chấm điểm, kể cả cái vấn đề về đội ngũ công tác giảng dạy giáo trình, nhiều khi thì nó cũng chưa thực sự tuân thủ theo cái quy định của pháp luật. Rồi cái công tác quản lý nhà nước, thanh tra kiểm tra cái công tác đào tạo này thì nó cũng còn hạn chế, chưa thường xuyên. Đấy, thì cái câu chuyện rồi đặc biệt là cái thời gian để thực hành cái nghề môi giới thì nhiều khi thì chúng tôi cho rằng là nó cũng có tính hình thức. Vì vậy cho nên là các cái chất lượng của cái đội ngũ môi giới của chúng ta thì nó cũng chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng của xã hội. Cho nên là tới đây thì chúng ta, mà đặc biệt là Bộ Xây dựng, phải tăng cường cái công tác quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực này, thường xuyên thanh tra kiểm tra. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia pháp luật bất động sản Nguyễn Quang Tuyến đã dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào. Và thưa quý vị, tới đây chương trình tối nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.